ngươi có biết đây là gì không? Đây chính là thứ đã bắt ông đền tội. Cô tìm đâu ra những thứ quái quỷ này vậy? Con trồng ngay bên cạnh mộ của má, nơi mà bà Liên Anh nghĩ rằng đây là những cây thuốc để con chữa bệnh cho ông. Đây là cây thuyền trượng vàng, nhìn có vẻ hiền hòa nhưng mà mũ lá cực độc. Ngậm một miếng lá cây này, miệng và lưỡi sẽ sưng phù đến độ ngợp thở. Nếu có biết đây là hoa gì không? Hoa trăm ổi đó. Hoa này là kịch độc, người trúng độc sẽ lờ đờ, thiếu nhanh nhẹn, đi tiêu ra máu, sống không bằng chết. Nhưng không có thể nào tin được, cô ác lắm. Đây chỉ là có dai thì có trả. Ông đã tàn ác giết má của con thì làm sao có thể nhẫn nhơ sống an nhàn tới cuối đời được. Vô biết không, có những người tàn ác một đời hãm hại biết bao nhiêu người, mà sau cùng cái giá phải trả chỉ là chết. Đối với con như vậy là không đủ. Hân à, con làm như vậy là ác lắm. Con có khác gì ông đâu. Bao nhiêu năm qua bà đã cố gắng bù đắp cho con, mà con không hiểu sao con không được từ bi như bà, chỉ dương đôi mắt thương hại để bù đắp sự tàn ác của ông. Con đừng nói nữa, chú không muốn nghe những lời không tốt với bà. Không bao giờ con quên được mối thù giết má. Với bệnh tình của ông, xâm yến không khác gì độc gì. Người khí trệ dị quá, ăn xâm bổ sẽ càng hại. Huyết nhiệt chạy lung tung mà sanh ra xuất huyết. Vũ à, Vũ có nhớ không, má của con mất máu mà chết đó. Ông cũng phải chết như má của con. À không, phải thê thảm hơn nữa. Ông bệnh tật đây mình, á khẩu không nói được. Đó là quả báo mà ông phải nhận rồi. Con còn không vui lòng hả dạ hả? Không,